vàng ngon. Ủa, dưa có dưa hấu màu vàng luôn hả? Thế hôm bữa chỉ tưởng trong đồ chơi đấy chứ. À, hèn chi có dưa hấu màu vàng luôn ha. Hôm nay bạn Anna sướng ghê á, được ăn dưa hấu màu vàng, ngọt không? Có mùi vị thế nào nhỉ? Ngon cả hơn cả dưa hấu đỏ hả? Chắc là tại bạn Nana ăn dưa hấu đỏ nhiều rồi cho nên bây giờ mới ăn dưa hấu vàng á, nên mới thấy ngon á, phải không? Trời ơi, cho luôn. Mình xem là đếm cho nào. Ôi ơi, ngọt thiệt đấy nha. Wow, cắn miếng to luôn. Nếu các bạn muốn mua thì phải bảo ba mẹ mua nhé. Nhưng mà các bạn phải ngoan, ba mẹ mới mua cho. Hôm nay mình ngoan nhưng các mẹ ba mẹ thử cho mình cái chiếc hấu vàng nè. Nhìn bà Anna ngon ghê á. Và ươm luôn. À, ươm luôn đó hả? Ngon thiệt đấy nha. Miếng con rồi các bạn. Ủa, ăn tới vỏ luôn á. Nhưng mà cái hột này ăn không sao đâu các bạn ạ. Đúng rồi, ăn được, hột ăn được, hột dưa hấu ăn ăn được mà. Ăn hột dưa hấu nó không có vị gì? Hạt dưa hấu nó không có vị gì hết, thì cứng cứng thôi. Cứng cứng thôi hả? Ăn xong bạn nhớ rửa tay rửa miệng nha. Ok. Ok. Quả dưa hấu là gì nhỉ? Melon. À, đúng rồi, melon. Cậu hiểu không? Hiểu chứ. Thế còn màu vàng là gì? Yellow. Cái gì? Nói lại coi. Yellow. Yellow. Các bạn ăn mới. Thôi, mình tí nữa mình ăn miếng khác chứ. Bạn ăn hết ngon, đi. Ngon. Ôi giời. Bạn ăn hết đi. Thì mình đã ăn đây. Bạn ăn được 2 miếng không? Được. Ăn giỏi vậy hả? 3 miếng, 4 miếng cũng được. Cái mỏ bạn chui ra nhìn hay buồn cười quá. Úi dạ, húp húp chùm chùm luôn, không bỏ lỡ một giọt nào nữa hả?
bạn ăn nhiệt tình thật đấy chứ. Tí nữa ăn xong là phải tắm rửa thay váy à? Đúng chắc. Hết rồi á hả? Trời ơi, mẹ ăn ăn hết rồi. Ôi ôi, cạo đến miếng cuối cùng luôn. Trời ơi. Rồi, các bạn ăn ăn chào các bạn đi. Hết. Xin chào các bạn. Bye bye. Nếu các bạn muốn thấy video này hay thì hãy subscribe và nút like cho mình nhé. À, đừng quên nhấn nút màu đỏ nhé. Bye bye. Chào nhé.